cưng chiều vợ cả một đời ngươi, nhưng ước nguyện cuối cùng của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, nghệ sĩ Thanh Điền lại không thực hiện. Theo đó, trong những ngày tháng cuối đời, nữ nghệ sĩ Thanh Kim Huệ hy vọng sau khi mất, được hỏa táng và tro cốt có thể đặt tại ngôi chùa gần nhà, cạnh con gái của bà. Tuy nhiên, nghệ sĩ Thanh Điền và gia đình đã nói rõ mong muốn giữ lại hình hài nguyên vẹn cho bà, và nữ nghệ sĩ đã đồng ý. Những ngày cuối đời, chỉ muốn tro cốt của mình được đặt ở chùa Ấn Quang gần nhà, gần con gái Hồng Loan của chị. Nhưng anh Thanh Điền đã nói rõ mong muốn của anh và khán giả là muốn giữ lại hình hài nguyên vẹn cho chị, cho một tài danh sân khấu có 102. Và chị đã đồng ý. Nghệ sĩ Thanh Điền và nghệ sĩ Thanh Kim Huệ có với nhau hai người con, một trai và một gái. Nhưng con gái của chị đã mất cách đây nhiều năm về trước vì một căn bệnh hiểm nghèo. Đó là nỗi đau quá lớn của chị. Có lẽ giây phút cuối đời, chị muốn được bên con gái của mình. Thế nhưng vì tình yêu với vợ quá lớn, vì những gì mà chị cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Thanh Điền chồng của chị muốn giữ lại cho chị hình hài nguyên vẹn. Thế nên, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ đã được chôn cất tại nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương, nơi có nhiều nghệ sĩ cũng ra đi, để chị được yên lòng, an nghỉ cùng những đồng nghiệp của mình.